Và đây là chương trình cuộc sống mùa màu cùng với đài trình IBC TV. Mình đang trân trọng cái lời chào tái ngộ thân thương đến với tất cả quý vị khán thính giả. Bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một nghiên cứu về một loại robot diệt cỏ sử dụng AI để canh tác chính xác như thế nào. Kính thưa quý vị, nghề tranh trọt đã đi được một chặng đường dài kể từ khi có ngựa và máy cày và Earth Rover hy vọng sẽ đẩy xa chúng hơn nữa qua các ranh giới trong nỗ lực, làm cho các trang trại trong tương lai trở nên bền vững hơn. Công ty khởi nghiệp AG Tech đã tạo ra một robot nông nghiệp có tên gọi là Claws, hay là làm cỏ và giám sát tự động bằng máy ánh sáng tập trung. Thiết bị này kết hợp trí tuệ nhân tạo và tự động. Giám sát điều hành James Miller cho biết robot tự động được thiết kế cho hai nhiệm vụ chính, làm cỏ và giám sát cây trồng. Việc làm cỏ được thực hiện bằng cách sử dụng công nghệ ánh sáng tập trung đã được cấp bằng sáng chế, khác với công nghệ laser nhằm mục tiêu và loại bỏ cỏ dại mà không làm hỏng cây trồng hoặc là mặt đất xung quanh. Ông Miller cho biết thêm cách tiếp cận này không chỉ hiệu quả mà còn bền vững, giảm lượng khí thải nhà kính có thể thoát ra do xáo trộn đất. Để theo dõi cây trồng, Claas có 8 camera tích hợp để xác định từng cây trồng và thu thập dữ liệu cây trồng theo thời gian thực bằng cách sử dụng thị giác máy điện toán AI. Thông tin này sau đó được gửi đến hệ thống thông minh và kiểm soát trang trại của Earth Rover, cho phép người nông dân đưa ra quyết định kịp thời để tối ưu hóa sức khỏe và sự tăng trưởng của cây trồng vốn được chạy bằng pin và năng lượng mặt trời. Claws hoạt động tự chủ ở nhiều địa hình và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cùng với thiết kế nhẹ của nó giúp ngăn chặn tình trạng nén chặt đất là một vấn đề thường gặp với các thiết bị nông nghiệp nặng. Tiếp đến, bên đang lại xin mời quý vị chúng ta cùng nhau đến với Thái Lan để tham dự vào cuộc đua trồng nước khởi động mùa trồng lúa tại Thái Lan. Người đông nhân tại Thái Lan trong tháng 8 năm nay đã bắt đầu cuộc đua trâu nước để báo hiệu mùa trồng lúa. Hơn 50 con trâu đã đua trên đường đua lầy lội dài 200 m tức là khoảng 656 feet ở tiểu huyện Napa thuộc tỉnh Chonburi, cách Bangkok khoảng 80 km về phía đông nam. Trong cuộc đua, những người đua đã đưa ra những cặp trâu được trang bị đồ cày đến đường đua xuất phát trước khi các quan chức ra hiệu bắt đầu. Trong khi đó, những con trâu còn lại liên tục được tưới nước để giúp cho chúng hạ nhiệt. Theo Thống đốc Tổ chức Hành chính của tỉnh, cuộc đua này đóng một vai trò như một lời nhắc nhở về vai trò lịch sử của trâu trong ngành nông nghiệp có từ những năm 1800 tại Thái Lan. Tiếp đến, mình đang lại xin mời quý vị chúng ta cùng đến với London để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật mới của Banksy đã làm say lắm những người xem. Kính thưa quý vị, cái tên nghệ sĩ Banksy, một nghệ sĩ đường phố nổi tiếng nhưng lại kính tiếng, rất quen thuộc với tất cả mọi người và đã tiết lộ một tác phẩm nghệ thuật theo phong cách stencil ở tại phía tây nam của London, mô tả một con dê trên một mỏm đá với những tảng đá rơi xuống. Tác phẩm này nằm gần với cây cầu Q ở Richmond đã được xác nhận là xác thực bằng một bài đăng trên Instagram của Banksy, mặc dù nó không có chú thích mời gọi những cách giải thích cá nhân. Tác phẩm sắp đặt mới nhất của Banksy này đã thu hút rất nhiều người xem dừng lại trên đường để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật. Có thể thấy rằng Banksy muốn cho mọi người miễn phí chiêm ngưỡng các tác phẩm của mình để gửi tới họ một thông điệp nào đó. Do tranh từ của ông có nội dung tiến bộ hài hước và vẽ với tài nghệ siêu đẳng, nên rất nhiều bức được chính quyền địa phương cho phép giữ lại mà không bị xóa đi, như những hình vẽ hoặc những chữ viết lố lăng của những người khác. Trong bản đồ của nước Anh công bố trên mạng có giới thiệu cho du khách những địa điểm hiện hữu còn lưu lại các bức họa của Banksy. Rất nhiều khách nước ngoài tới nước Anh đều cất công đi tìm những địa điểm ấy. Và không chỉ vẽ tại nước Anh, Ông còn đến Israel, mạo hiểm lách qua những mũi súng của quân đội nước này, vẽ chính bức bích họa chống chiến tranh trên bức tường cách ly với khu vực bờ Tây sông Jordan của người Palestine. Bức bích họa vừa qua cũng đã tạm chấp dứt chương trình cuộc sống mưu màu cùng với Minh Đăng trong tuần này. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đồng hành và kính hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau cùng với đài trình IBC TV. Kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều an lạc.